Xin chào anh em quay trở lại với cả Hacom, mình là Hoàng đây. Và hôm nay sẽ là chương trình Q&A số thứ 56 anh em ạ. Chương trình Q&A sẽ phát sóng vào tối thứ bảy hàng tuần để trả lời cho anh em những câu hỏi ngon nghẻ nhất, xịn sò nhất mà bây giờ anh em muốn tìm câu trả lời đúng không? Vậy thì hãy bắt đầu với câu hỏi đầu tiên của bạn tên gì đây? Bạn Minh Tuyền 32 đi. Thì bạn hỏi là với sự ra mắt của iPhone 15, anh nghĩ rằng nó có thay thế được các thiết bị chơi game hay không? Thì tại sao bạn Minh Tuyền lại hỏi như vậy? Vấn đề là gần đây Apple vừa cho ra mắt chiếc iPhone 15 Pro Max với cả Pro với cả chip A17 Pro đúng không? Và họ đã thể hiện được rằng là chiếc máy của họ có thể chơi được những game như là Assassin's Creed này, chơi được Resident Evil này, xong rồi khả năng tương lai sẽ còn chơi được các tựa game khác. Mà đây không là phiên bản cắt gọn, đây không phải là phiên bản dành cho mobile, mà đây là phiên bản dành cho như kiểu là phiên bản phát hành trên PC, trên Xbox, trên PS5 nhưng mà giảm độ phân giải xuống ấy. Thế thì câu trả lời của mình sẽ là gì? Câu trả lời của mình là trong thời điểm hiện tại thì không đôi anh em nhé. Thì tại sao lại là không nhỉ? Tại sao lại là không? Mà tại sao tương lai lại có khả năng có? Vậy thì thứ nhất đó chính là không có thiết bị gì có thể thoát được cái định luật của vật lý cả. Bởi vì anh em phải hiểu nhé, ở trong một chiếc chip, mình phải công nhận nhiều khi chiếc chip A17 Pro có hiệu năng đơn nhân, hiệu năng đơn thuần còn mạnh hơn cả một cái chiếc chip nằm trong chiếc Steam Deck đây. Nhưng bất kỳ thiết bị nào, bất kỳ một con chip nào cũng sẽ phải tỏa ra nhiệt. Và một con chip càng mạnh thì nó sẽ tỏa ra càng nhiều nhiệt anh em nhé. Và dẫu sao thì chiếc iPhone vẫn sẽ luôn bị giới hạn ở trong một cái form factor, là form factor của một chiếc điện thoại. Đây này, nó chỉ nhỏ nhỏ giống như này thôi. Form factor một chiếc điện thoại này thì sẽ không bao giờ có thể tản nhiệt tốt bằng một hệ thống tản nhiệt của PC hoặc là một chiếc máy chơi game tay cầm rồi anh em nhé. Vấn đề nữa ấy, đó chính là cái em iPhone 17, 15 Pro Max với cả Pro kia thì sử dụng một lớp titanium mỏng mỏng bên ngoài khoảng tầm 1mm. Thì cái lớp titanium đấy, nếu mà anh em biết thì khả năng dẫn nhiệt của titanium sẽ kém hơn với cả stainless steel tức là thép ấy, và sẽ còn yếu hơn rất nhiều so với cả nhôm nữa, khiến cho chiếc điện thoại của chúng ta không thể nào tản nhiệt thông qua cái khung máy được, dẫn tới nhiệt độ sẽ bị ù bên trong máy và nóng hơn rất nhiều. Trong cái bài test của Geek One thì phải là cái em A17 mà ấy, nó lúc đầu hiệu năng cao hơn cả Steam Deck nhưng mà tụt xuống rồi thấp khoảng tầm 30 FPS, và đấy là cái hiệu năng mà chúng ta sẽ nhận được ở trên một chiếc điện thoại như thế thôi. Còn điều thứ hai đó chính là khả năng hỗ trợ của Apple với tất cả mọi người. Có hai yếu tố, thứ nhất là đối với người dùng về độ phòng vạch, và thứ hai là đối với cả nhà phát triển về độ nâng cấp và upload game. Với người dùng thì như nào? Anh em biết rằng là một gamer, rất nhiều người thích vọc vạch, chỉnh, điều chỉnh này, mod miếc này, cài kiếc này, nhiều khi là crack kiếc các kiểu để thử được game trước khi họ thể tải được game thật. Và Apple với cả vọc vạch ấy không bao giờ đi kèm một câu với nhau anh em hiểu không? Không bao giờ đi kèm một câu với nhau luôn. Thứ hai nữa là sự không hỗ trợ quá mạnh mẽ cho nhà phát triển. Tại sao? Bởi vì anh em phải hiểu rằng là để có thể đăng được game lên trên Apple Store thì Apple có rất là nhiều các điều khoản nghiêm ngặt, dẫn tới việc là rất nhiều người không muốn đăng game lên trên Apple Store là như thế. Đăng đã là một chuyện khó rồi, bây giờ nâng cấp cũng là một chuyện khó nữa, duy trì game đấy cũng khó nữa, vì là những cái gọi là bản update nó phải đúng theo cái guideline của Apple, dẫn tới việc là nhiều người, đặc biệt là những gọi là nhà phát triển game ấy, rất là ngại khi mà họ đăng game lên trên Apple Store. Mình biết rằng là Apple Store là một mảng màu mỡ cực kỳ, nhưng mà nói thật thì hơi khó đúng không? Thế nên là trong thời điểm hiện tại thì mình nghĩ rằng là chưa, bởi vì Apple thì họ vẫn là một cái công ty khá là đóng và họ vẫn là một công ty khá là thượng đẳng. Đợi một thời gian nữa thôi thì hy vọng rằng là có thể ra được một cái thiết bị chơi game cầm tay gì đó của Apple, hoặc là một cái thiết bị gaming gì đó của Apple. Khi đó ấy, thì thực sự rất khó để có thể mua được một chiếc điện thoại Android hoặc là một cái máy Windows như này rồi. Đấy, hy vọng là Apple có thể làm như vậy và khuấy động lên cái thị trường gaming lên, và không còn bị gọi là thế này nhỉ, không còn bị độc quyền bởi Windows hay những chiếc máy Android nữa nha. Hy vọng là như thế thôi. Tiếp theo, câu hỏi thứ hai của chúng ta sẽ là câu hỏi của bạn Ren995510. Bạn hỏi là sắp tới AMD sẽ ra công nghệ mới, thì có đáng mua để cài AMD không? Có đáng mua cả AMD vì công nghệ đó không? Thì gần đây ấy, là AMD, tức là sắp tương lai đây, là AMD sẽ ra công nghệ FSR3. Tức là FSR3 sẽ là một phiên bản nâng cấp so với cả FSR2. Đó chính là Fidelity Super Resolution. Thì trong phiên bản 3 này, chúng ta sẽ không chỉ có cái công nghệ upscale bình thường nữa, chúng ta sẽ còn có bao gồm nào anti-lag này, xong rồi bao gồm cả gọi là frame generation này, hay là fluid motion hay cái gì đấy mà AMD họ chế ra ấy. Thì với những công nghệ FSR3 như thế thì có khiến chúng ta cảm thấy nên mua cả AMD hay không?
Câu trả lời là không các bạn nhé. Thì tại sao lại như vậy? Cái vấn đề này mình đã nói ở trong chiếc video là tại sao mọi người không mua cả AMD rồi. Nếu anh em xem ấy, thì ý kiến của mình ở trong video đấy mình cảm thấy vẫn rất là đúng. Và trong thời điểm hiện tại mình vẫn thấy rất là đúng. Bởi vì công nghệ của AMD ngon như vậy, tốt như vậy, nhưng nó hỗ trợ cho tất cả chiếc cạc. Tức là bây giờ kể cả anh em dùng cạc hạng Intel, anh em dùng cạc hạng Nvidia vẫn dùng được công nghệ của AMD. Thế thì còn lý do gì để anh em chọn lựa chọn cạc AMD nữa đúng không? Bây giờ với hãng A thì chọn được một công nghệ, nhưng hãng B thì lại chọn được hai công nghệ, hãng N lại chọn được hai công nghệ, thì các bạn chọn gì? Chắc chắn là hãng N rồi đúng không? Đấy, đảm bảo là như vậy rồi. Thế nên mình nghĩ rằng AMD bây giờ mà cố gắng kiểu tối ưu được chỉ dành cho cạc của đời đấy thôi, cố gắng gọi là lốc lại chỉ trong cạc của họ thôi, thì nhiều khi ngon hơn rất nhiều. Nhưng mà AMD không làm như vậy. AMD nghĩ cho gamer, nhưng mà tốt về tình nhưng mà sai về đường kinh tế anh em ạ. Và điểm thứ hai nữa nhá, đó chính là công nghệ của AMD tuy rằng cũng có, tuy rằng hỗ trợ tất cả, nhưng không tốt bằng cái gì? Không tốt bằng Nvidia. Bởi vì Nvidia họ thiết kế công nghệ dựa vào Tensor Core, tức là một cái phần cứng rất đặc biệt. Còn AMD không yêu cầu cái phần cứng đặc biệt đấy, dẫn tới việc là cái công nghệ của AMD không thể là tối ưu được 100% như là cạc Nvidia. Mà đặc biệt AMD lại còn cố gắng làm cho tất cả các cạc, thế nên họ phải tối ưu tất cả các cạc. Và một khi mà đã số lượng rồi thì làm sao mà chất lượng được đúng không? Cho nên mình nghĩ rằng những công nghệ của AMD bây giờ không khiến nó dễ mua hơn, không khiến người mua muốn mua cả AMD hơn, mà chỉ là một cái gì đó mọi người sẽ luôn tung hô AMD nhưng lại không bao giờ mua AMD anh em ạ. Và mình hy vọng rằng AMD có thể gọi là độc quyền lại một chút đúng không? Độc quyền một chút, nhiều khi thế nó lại tốt hơn, nó lại hay hơn. Rồi, và đó là hai câu hỏi trong ngày hôm nay của chúng ta. Nếu mà anh em có câu hỏi gì chuyên sâu một chút mà anh em muốn được trả lời ấy, thì hãy để ở dưới comment cho mình có thể trả lời anh em nhé. Còn cuối cùng thì cảm ơn anh em đã xem video này và hy vọng gặp lại anh em tại video sau.